vẫn vàng. Đâu rồi này, ok về nhá. Ok, hôm nay mình đến với phần là traffic ngoại sàn của Shopee. Ở đây thì sản phẩm tốt nhưng không biết marketing thì cũng không có doanh số. Đấy, nên là cái việc mình khi mà mình có sản phẩm rồi ấy, mình bắt buộc là mình phải làm sao mà mình marketing, mình bán được hàng trên sàn Shopee. Thì nội dung là sẽ có, đó là về miễn phí và có phí. Miễn phí ở đây sẽ gồm như deal 99k, 1k flash sale này, top bán chạy này, top ngành hàng này, chương trình khuyến mãi này, combo này, kèm deal shop này, sale trong tháng này, game của shop này, voucher giảm giá này, livestream này, tin nhắn quảng bá, miễn phí vận chuyển này, tag là free ship 50k này, đánh giá này, banner này, thẻ cảm ơn này. Có phí thì sẽ gồm là chạy quảng cáo, tìm kiếm và khám phá, mua gói marketing nội sàn như banner, pop-up, rồi thì mua gói free ship hoàn su, tham gia club, tổ đề game. Đây là những cái marketing nội sàn của Shopee. Nó sẽ chia làm hai loại, đó là miễn phí và có phí. Miễn phí đây là mình sẽ tự tạo, còn có phí nghĩa là mình phải mất một khoản tiền thì mình mới đăng ký được. Đây, về miễn phí, đầu tiên là sẽ ở phần trang chủ ấy thì nó sẽ có cái tab như là khung giờ săn sale, gì cũng rẻ này, mã giảm giá này, thì tất cả các tab này ấy, thì khi mình làm và mình đăng ký những cái chương trình liên quan đến cái tab này ấy, thì sẽ được hiển thị trong này. Ví dụ gì cũng rẻ, mua là free ship ấy, thì là cho những cái sản phẩm giá rẻ trong ngành đó, rồi thì mã giảm giá, thì khi mình đăng ký mã giảm giá sẽ được hiển thị trong này. Rồi miễn phí vận chuyển, khi mà mình đăng ký gói free ship extra ấy, sẽ được hiển thị trong này. Đối với cái những gọi là nó theo người dùng hoặc là shop bán được nhiều ấy, thì nó sẽ hiển thị trên tất cả. Còn nếu mà shop bình thường ấy, thì là nó sẽ hiển thị theo cái hành vi mua sắm của người dùng. Khi mà họ click vào những cái sản phẩm trong ngành hàng của mình ấy, thì mình vẫn có cơ hội để hiển thị đến cái người dùng đó. Tiếp theo là bắt trend ra shop. Đấy, những cái tab này dành cho là Shopee nó tự quản lý. Đó, hàng hiệu giá tốt là cho những sản phẩm hàng hiệu chất lượng, không phải là shop không phải shop thường mới có mà chỉ có shop mô thôi nhá. Đấy, hàng quốc tế nữa, hàng quốc tế dành cho những bên nước ngoài họ bán. Rồi nạp thẻ, rồi bên cái này gọi là dịch vụ, rồi trúng 1 triệu xu nữa. Đấy, những cái tab này đều là những cái tab mà mình có thể là thâm nhập được, nhưng mà nó sẽ khó theo kiểu là leo top, nên cái việc này gọi là mình đăng ký thêm thôi. Rồi tiếp theo là flash sale này. Flash sale này là miễn phí. Nhưng mà cái để mà có được flash sale từ Shopee ấy, bắt buộc mình phải có BD ngành hàng, tức là cái bạn hỗ trợ của Shopee hỗ trợ mình một một ấy, bạn ấy xin cái slot từ Shopee về cho mình, thì mình sẽ được hiển thị trên này. Nếu mà được hiển thị trên này ấy, thì cái tỷ lệ ra đơn rất là cao, bởi vì sao là người ta thích mua hàng giá rẻ mà. Cái đấy gọi là cái slogan của nó rồi, như hôm trước mình nói qua rồi. Thì đấy, cái việc mà mình phải tìm những cái nơi mà nó cho mình hiển thị. Tiếp theo là cái phần đó là tìm kiếm hàng đầu, nghĩa là nó sẽ hiển thị những cái top sản phẩm bán chạy dựa theo cái hành vi tìm kiếm của họ. Thì đây là cái phần mà mình tìm. Bởi vì sao là mình là chuyên về dịch vụ thì mình sẽ bấm rất là nhiều sản phẩm. Tất nhiên là mình không mua cái áo này rồi. Thì khi mà người dùng họ tìm kiếm sản phẩm nào của ngành hàng nào ấy, thì ở trong phần tìm kiếm hàng đầu này ấy, sẽ hiển thị tất cả các top bán chạy. Nên là khi mà mình bán chạy được sản phẩm nào ấy là cũng rất là tốt khi mà nó hiển thị trong này luôn nhá. Và nó tăng được cái uy tín và tăng được cả tỷ lệ chuyển đổi luôn. Bởi vì là khi mà cái việc mà mình thuộc cái top bán chạy của sản phẩm đó, tức là sao, nhiều người dùng người ta mua, người ta tin tưởng thì người sau người ta sẽ mua theo thôi. Rồi thì tiếp theo nhá, cái phần trang chủ nữa thì nó sẽ có phần đó là gì. Đây là phần ở trên ứng dụng điện thoại nhá, còn đây là trên web nhá, đây là trên website, còn đây là trên phần ứng dụng. Tất nhiên là cái phần tìm kiếm này ở trên website thì vẫn giống, thì như bạn thấy đấy, bạn thấy là mã free ship 0 đồng đúng không, cái phần này là mua được nhá.
Còn phần dưới này là phần search suggestion, là cái phần họ đã từng tìm kiếm rồi đấy, hoặc là họ gợi ý, thì dành dành cho kiểu là họ sẽ và những cái sản phẩm bán chạy hoặc là họ mua vị trí quảng cáo ở đây. Và tiếp theo là cái chỗ mã phí ship, phí ship cộng đồng, những cái ngày sale mà cho nhãn hiệu ấy, thì ở đây họ cũng gọi là mua cái phần quảng cáo ở chỗ tìm kiếm này. Nếu mà bạn gọi là mua nhiều thì bạn sẽ biết cái vị trí này. Tiếp theo là cái về ta về cái tab là Shopee Live, thì Shopee Live là hoàn toàn miễn phí và hiện tại nó đang được Shopee đẩy mạnh bằng việc là hỗ trợ, có một nhóm hỗ trợ riêng nếu mà mình like nhiều. Và tiếp theo là ở trong phần like nó sẽ có là tung gọi là Shopee bây giờ đã hỗ trợ mã miễn phí vận chuyển tại like rồi, cũng như là mã giảm giá tại like nữa, nên là cái việc mà mình live stream bây giờ trên Shopee cực kỳ hiệu quả hơn mấy ngày xưa. Ngày xưa ấy thì là người ta không có mã miễn phí vận chuyển ở trên like đâu. Đấy thì nó cũng chia theo các tab này, free ship này, dưới 50k, săn mã không đồng đấy, hàng chính hãng nữa, các tab này. Khi khi mà mình thêm sản phẩm hoặc mã giảm giá thì nó sẽ vào cái tab này, nó phân loại, Shopee tự phân loại. Rồi tiếp theo là cái phần khách hàng thân thiết, thì nó sẽ hiển thị cái mã giảm giá của mình tại đấy. Cái mã giảm giá này thì mình hoàn toàn có thể tạo đăng ký với Shopee, thì đây nó sẽ hiển thị ở trong phần khách hàng thân thiết cho phần người mua. Tiếp theo chỗ là săn voucher thì nó sẽ hiển thị ở trong này các tab, các deal ở trong ngày đôi, ngày năm tháng năm, rồi vòng quay may mắn đấy, thì là nó như cái hiển thị ở trong những phần đó. Tiếp theo ở đây thì là phần tab Shopee Mall. Đấy, tab Shopee Mall dành cho shop chính hãng, thì nó sẽ có những cái phần như là Shopee Premium, Shopee Book Club, Brand Membership, rồi thương hiệu quốc tế. Thì những cái tab này nó cho dành riêng cho từng ngành hàng của shop chính hãng. Đấy là cái việc mà bạn có thể thấy là tất cả các vị trí ở trên này nó giống như một cái chợ ấy, đều có thể mua được, đó có thể đấu thầu được, nhưng mà cái đấy là phải tùy vào các shop có người hỗ trợ, chứ không phải là nó bán mở bán công khai đâu. Nhưng mà thời điểm hiện tại ấy, nó đã mở bán, Shopee đã mở bán một vài vị trí rồi nhá, để tí nữa mình show cho bạn xem. Shopee bắt đầu đã mở bán công khai rồi, còn như ngày xưa ấy là phải có người hỗ trợ của từ Shopee ấy, thì mình mới mua được. Còn bây giờ ấy, nó đã có một số dịch vụ đã bán công khai rồi, mình hoàn toàn có thể mua được nhá. Đây về tiếp theo là các tab ở trong phần ứng dụng điện thoại. Đây săn thưởng này, rồi ưu đãi thành viên tới này, đấy tất cả phần này thì nếu mà mình đăng ký các chương trình dịch vụ của Shopee ấy, thì đều có thể là thuộc vào một trong các tab này nhá. Đấy nên là cái việc mà shop thường ấy mà không đăng ký cái gì ấy, thì chắc chắn là không không thể tăng được thứ hạng hiển thị. Nên là cái việc mà mình shop mới mình nên đăng ký hầu hết các chương trình khuyến mãi của Shopee để tăng được thứ hạng hiển thị. Tất nhiên thì nó chỉ là mất 1-2 tháng đầu để làm sao mình có cái lượng đơn nó đều một tí, thì bắt đầu mình sẽ giảm dần các phí dịch vụ đi. Đó, rồi tiếp theo đây là SU. Phần SU của Shopee nó sẽ đổi cho các dịch vụ liên quan như làm đẹp, chăm sóc đồ ăn, đồ uống, thực ẩm, thực phẩm, đấy, du lịch nữa đấy. Thì cái phần này là cho các shop dịch vụ nhiều hơn nhé. Rồi tiếp theo phần đánh giá này, bạn có thể tưởng tượng là đánh giá thì liên quan gì đúng không, nhưng mà bạn chưa thấy những cái đánh giá nó thuộc kiểu là PR đâu. Họ sẽ là đánh giá 5 sao, hình ảnh và phần quay video cũng như là mô tả ấy, thì họ sẽ giới thiệu một sản phẩm khác hoặc là sản phẩm của mình luôn. Đấy là một cách để quảng bá cái shop của bạn, nhưng mà phải đúng cái tệp khách hàng. Khi các bạn mua sản phẩm của bên khác thì bên đấy cái tệp khách hàng mua sản phẩm đó cũng có thể mua được sản phẩm của bạn, chứ không phải là bạn cứ đi mua những sản phẩm linh tinh, bạn đi comment, bạn đi đánh giá dạo thì là người ta sẽ mua đâu, khó. Thì ở đây để mà đánh giá được ấy, thì bắt buộc là mình có video, rồi thì là chữ cũng như là hình ảnh đầy đủ để làm sao được lên top, thì là sẽ được tăng cái hiển thị của đánh giá đấy, thì bạn sẽ thu được khách hàng vào cái gian hàng của bạn cũng như biết đến cái thương hiệu của bạn.
cách này không phải ai cũng biết đâu. Đây, tiếp theo nữa là cái trang trí trang chủ của gian hàng của mình, cái banner ấy. Đấy, thì mình sẽ dẫn link vào cái sản phẩm của mình. Thì đấy, cái traffic nội sàn của mình có thể có được. Thì tất nhiên là nó cũng sẽ tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi đối với cái việc mà mình trang trí đẹp, mình bắt mắt, cũng như là mang lại những cái lời kêu gọi mua hàng đối với khách hàng. Tiếp theo là phần thẻ cảm ơn này, cũng như là cái những cái tờ giấy mà mình gửi đi kèm trong đơn hàng ấy, thì mình hoàn toàn có thể là kéo traffic về được bằng cái việc là mình tặng cho họ những cái tờ thiệp này. Thì khi đó ấy, thì họ sẽ biết được cái thông tin của mình, những cái kênh mạng số bên ngoài, cũng như là những cái ưu đãi mà mình gửi kèm. Thì cái việc này ấy cũng góp phần đó là giữ chân khách hàng. Ví dụ như bạn có thể thấy mấy cái nhãn hàng nó lớn ấy, thì họ sẽ gọi là hộp, cũng là hộp riêng, thương hiệu riêng, hộp gói hàng ấy, xong kẻ túi gói hàng, và họ tặng, đúng không? Hả? Thì dần dần hộp hộp thì hộp đắt ấy, hộp ít nhất ở trên 20.000 ấy, nên là hạn chế. Cứ trước mắt là thứ nhất là bao bì thời trang thì cứ túi gói hàng in logo, xong thì là cái thiệp này, thì là thứ nhất là không phải là mình làm cái màu mè để nó đẹp đâu, mà bạn phải hiểu cái hình dung, cái bài toán đây là gì. Khi mình gửi như thế, thứ nhất là họ vứt đâu thì mình chưa bàn, nhưng mà ý là khi mà họ nhận được như thế thì họ sẽ lưu trữ được cái thông tin thương hiệu của mình, để cho những lần sau, ví dụ như là họ mua rồi họ quên, họ chả nhớ là mua ở đâu, đúng không, thì họ sẽ tìm lại cái thư này hoặc cái bao bì họ nhận được ấy, thì họ sẽ biết được là shop của bạn là shop gì đấy, thì họ sẽ mua lại được. Còn bây giờ mình cứ gửi hộp bình thường ấy, thì thứ nhất là dễ bị nhái, đúng không, bên khác nó lấy được số, nó nhái là chẳng hạn, dễ bị lừa chẳng hạn. Nhưng mà khi mà mình có thương hiệu là hộp hoặc cái túi chẳng hạn, thì họ sẽ biết là à, cái shop này nhìn quen quen, mình nhớ mình đặt hàng shop này này, thì họ sẽ biết được là à, cái sản phẩm này mình nhận được, thì cái tỷ lệ cũng giảm được tỷ lệ bom hàng. Bởi vì làm sao là người ta tưởng là nếu mà người lớn tuổi chẳng hạn, hoặc là những cái bạn mà người ta không hiểu ấy, thì người ta sợ lừa, người ta sẽ không nhận, hoặc là người ta nhờ nhận hộ ấy, người ta cũng chả biết là nhận cái gì ấy, thì người ta sẽ không nhận chẳng hạn. Đấy, đại loại vậy. Rồi tiếp theo, tiếp thị liên kết, đó là mình đăng ký cái chương trình tiếp thị liên kết để cho Shopee tự phân phối cái sản phẩm của mình ra bên ngoài. Thì tất nhiên là cái này nó phụ thuộc cái sản phẩm của mình cơ, chứ không phải là mình cứ đăng ký là sẽ ra đơn hàng đâu. Nên là cái này để tí nữa mình sẽ đi sâu vào, nghĩa là mình đang giới thiệu qua, thì tí nữa mình sẽ đi sâu vào để giới thiệu cho bạn về cái việc là đăng ký như thế nào. Đó. Tiếp theo ấy là cái tag về Free Ship Extra này, Free Ship Extra Plus này, hoàn su Extra. Thì khi bạn đăng ký các gói này thì sẽ được gắn tag hiển thị tương ứng, cũng như là ở cái tab cái mục mà cho cái Free Ship chẳng hạn, hoặc là cho cái mục mà hoàn su, thì nó tăng cái tỷ lệ hiển thị hơn. Bởi vì như mình bảo rồi, nếu bạn vào Shopee mà bạn chỉ trực chờ là bạn chốt đơn, bạn không có đăng ký dịch vụ của Shopee ấy, thì hoàn toàn là không có đơn hàng đâu. Kể cả bạn bảo là đơn tự nhiên ấy, khó đấy, người ta vẫn mong muốn là mình tiêu tiền, chứ không phải là vào chỉ có hưởng miễn phí xong mình mang lại doanh thu cho bạn đâu. Nên cái việc mình đăng ký ấy, thì phải là đăng ký một trong ba, nhưng mà thường là free ship extra là thường là phải đăng ký đầu tiên. Đấy là cái việc mà hả, thì cái này là ngày xưa là mất 20.000, nhưng bây giờ chỉ mất 1.000 thôi, để mình nạp tiền vào ví trong đăng ký. Thì như mình bảo ấy, đăng ký những cái này thì nó sẽ tăng tăng cái độ hiển thị, tất nhiên là không phải tăng 100%, nhưng mà khi bạn cộng dồn lại mỗi thứ một tí ấy, thì nó sẽ là hơn đối thủ, chứ không phải cái việc là mình chỉ phụ thuộc vào quảng cáo hay là chỉ phụ thuộc vào cái gì đó, mình sẽ làm tất cả các cách, thì nó sẽ cộng gộp vào thì ra là của bạn sẽ tăng hiển thị tự nhiên, cũng như là có phí đấy, đại loại vậy. Chứ không phải là cái việc là mình chỉ chăm chú vào à, em chạy quảng cáo thì nó sẽ ra đơn anh nhỉ. Tất nhiên nó chỉ có một phần, nhưng mà nếu mà bạn chạy rồi ấy, nó tăng hiển thị của bạn rồi, nhưng mà free ship extra bạn không đăng ký, thì khách hàng thấy là mất quá nhiều tiền vào free ship, người ta cũng không mua, giảm tỷ lệ chuyển đổi. Đấy cái việc mà tại sao mà nên làm nhiều cách, chứ không phải là chỉ chăm chú vào quảng cáo. Đấy, cộng gộp tất cả các cách vào thì là sẽ giúp mình bán được hàng. Rồi thì đây là miễn phí tiếp ở cái phần nội
cái trang nội bộ bán hàng của mình, còn bên ngoài này là cái phần mà người dùng nhìn thấy nhá, còn đây là cái phần là người mua thấy, à quên, này, người bán đây, kênh kênh người bán thì mình sẽ có cái gì đăng ký sản phẩm với Shopee trong những ngày sale đấy. Đấy là lý do tại sao mà bạn sẽ thấy là trong những ngày sale bạn sẽ những ngày sale bạn sẽ thấy các sản phẩm của Shop khác sẽ được gắn tag là sale 454 chẳng hạn, đúng không? Thì là sẽ đăng ký ở trong này phần đăng ký sản phẩm. Thì một lát nữa mình sẽ minh họa sau, thì trước mắt là mình sẽ đi qua để các bạn hiểu. Đấy, đăng ký sản phẩm rồi đăng ký mã giảm giá, đấy là hai cái phần này, đăng ký với Shopee gửi cho Shopee duyệt. Rồi tiếp theo ở phần dưới này là phần gọi là mình tự đăng ký và mình tự được duyệt luôn, không phải chờ Shopee. Còn cái phần bên trên này, hai cái này đăng ký sản phẩm và đăng ký mã giảm giá là gửi cho Shopee chứ không phải là mình đăng ký xong thì mình thích đăng ký giá nào cũng được đâu nhé. Thì ở trong cái phần mà mình tự đăng ký này mà mình tự duyệt luôn sẽ có gì, mã giảm giá shop, tất nhiên rồi, mã giảm giá là gọi là cái voucher ấy, nó tắt là voucher ấy. Còn chương trình của tôi ấy, thì gọi là cái chương trình gắn tag giảm giá mấy phần trăm ấy. Đấy là cái chương trình của tôi. Combo khuyến mãi tức là sao? Combo nghĩa là mua nhiều giảm giá, mua nhiều của một sản phẩm chứ không phải mua nhiều của các sản phẩm khác nhau nhé. Mua nhiều của một sản phẩm, cùng một sản phẩm ấy thì sẽ được giảm giá theo mức độ mà mình tự chọn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mua đấy, xong rồi mua kèm lưu sốc. Mua kèm lưu sốc sẽ có thể loại là một là tặng quà miễn phí, hai là mua kèm sản phẩm khác để được giảm giá. Giảm giá sản phẩm phụ đấy. À, rồi tiếp theo là flash sale của shop thì nó giống với flash sale của Shopee, nhưng mà thay vì cái việc là nó được hiển thị ở trên trang chủ thì nó chỉ ở hiển thị ở shop mình thôi. Đấy là cái việc đấy. Thì tính năng nó giống flash sale của Shopee thôi. Nhưng mà bù lại nó nơi hiển thị khác nhau. Đó. Su của shop thì là su của shop dành cho gọi là game đổi thưởng của shop cũng như là live stream đấy, thì mình vào su của shop này để mình làm tiền, mình chuyển đổi từ tiền sang su. Rồi tiếp theo là tăng đơn cùng KOL tức là phần tiếp thị liên kết, đúng ngay đấy, thì mình sẽ hướng dẫn sau. Rồi tiếp theo là giải thưởng của shop đấy, giải thưởng của shop là cái phần quay quay giải thưởng ở nội ở cái trang chủ gian hàng của mình nhé, không phải của Shopee đâu, trang chủ gian hàng của mình đấy. Tiếp theo là đúng rồi, mình tự tạo trò chơi trên cái trang chủ gian hàng của mình như quay số này, quay số đúng rồi, quay số rồi chỉ có quay số không, mình tung ra kiểu ví dụ nó sẽ nhận, khách hàng sẽ nhận được là voucher hoặc là xu của mình chẳng hạn đấy, tức là tất cả đều là của mình và chơi trên gian hàng của mình đấy. Và tiếp theo ưu đãi flower thì ưu đãi flow này là giúp là thứ nhất là tăng flower khi mà họ truy cập vào gian hàng của mình, và tiếp theo là tăng tỷ lệ chuyển đổi đối với khách hàng mới. Tiếp theo là Shopee Live thì nãy mình vừa nói rồi. Cuối cùng là xu thưởng đánh giá. Xu thưởng đánh giá là dành cho cái việc đó là bình thường là chỉ được 200 xu trên một lượt đánh giá khách hàng mua đúng không? Nhưng mà bây giờ là nó có thể thay đổi là từ gọi là không giới hạn luôn. Từ 200, 300, 1.000, 2.000 luôn. Nên cái việc mà mình tập trung vào là kéo đánh giá của một sản phẩm nào đó để mình tăng cái tỷ lệ là đánh giá của một sản phẩm ấy, thì mình hoàn toàn có thể là tặng thưởng thêm xu, thưởng nhiều hơn 200 xu đấy, các bạn. Rồi tiếp theo được thì tí mình hướng dẫn, thì nghe mình đang nói qua mà, tí đến phần hướng dẫn các bước thì hỏi sau chứ. Đây có phí tức là sao, tức là mất tiền. Thì đây ví dụ như phần trang chủ ở đây sẽ là pop up như này, bạn vào ban đầu sẽ có rồi thì phần thông báo của Shopee, thông báo điện thoại cũng như là trên ứng dụng, phần này là mua hết nha, mua hết nha. Rồi tiếp theo là đây banner ở trong phần ngành hàng, những vị trí này mua hết nha, mua hết tất cả chỗ này, không có gì là không mua được cả, nhưng mà mình phải có người hỗ trợ mình mới mua được. Đây những vị trí hot, không phải là cứ thích là mua được đâu. Và như mình bảo là Shopee chỉ mở bán một vài cái vị trí cố định, để tí mình search cho bạn xem.
Ở đây có phí tiếp là ba loại hình quảng cáo là gì? Đó là quảng cáo tìm kiếm, quảng cáo khám phá và quảng cáo shop. Thì để buổi mai mình sẽ đi sâu vào quảng cáo hơn cho bạn. Đây, quảng cáo này phải đi riêng một buổi ấy, nó dài phết. Đây, vì quảng cáo tìm kiếm như khi mà mình tìm kiếm nó sẽ hiển thị tại chợ. Còn phần quảng cáo khám phá tức là cái phần mà mình vào được cái sản phẩm mình xem rồi ấy. Xong thì mình sẽ gọi là kéo xuống dưới thì nó sẽ hiển thị tất cả các sản phẩm nó liên quan đến cái sản phẩm mình vừa xem. Nó hiển thị chữ tài trợ nữa, nghĩa là họ đang chạy quảng cáo khám phá. Còn đối với cái việc mà mình không chạy ấy, thì là nó sẽ không hiển thị tối đa đâu. Đây, tiếp theo là cái phần quảng cáo shop, nghĩa là tên shop ấy, khi mà mình tìm kiếm cái từ khóa ví dụ như là giày chẳng hạn, nó sẽ hiển thị ra phần đầu tiên luôn, trước trước cái phần sản phẩm tìm kiếm thì nó sẽ hiển thị cái tên shop là shop gì đấy, thì nó sẽ hiển thị thêm cả voucher đấy. Thì đấy là cái cách của ba hình thức quảng cáo này nó đang chạy. Thì mỗi cái hình thức này nó sẽ có cái tính và cái hành vi mua hàng của người dùng nó khác nhau nhé. Ví dụ như là tìm kiếm tức là người ta chủ động, người ta biết mua gì rồi đúng không? Người ta sẽ biết cả từ khóa rồi, thì người ta sẽ tìm kiếm, người ta mua, thì cái tỷ lệ chuyển đổi cái phần tìm kiếm nó sẽ cao hơn. Tiếp theo là cái phần là khám phá này dành cho những người đang tham khảo. Thì tất nhiên là khi mà đã chạy quảng cáo khám phá này thì bắt buộc cái sản phẩm mình cũng phải ngon nữa, về giá rồi sản phẩm voucher liên quan đại loại vậy, thì mình phải ngon hơn cả đối thủ nữa. Nên cái việc mà mình chạy quảng cáo khám phá để nó ra được chuyển đổi thì trước mắt là mình phải ngon hơn đối thủ, còn không ngon ấy thì người ta cũng chẳng mua đâu đấy. Tiếp còn phần quảng cáo shop này thì nó cũng tương tự quảng cáo tìm kiếm thôi đấy, chẳng qua là nó chỉ đứng trước những cái sản phẩm mà